mình ạ. Và bạn mình và chúng ta có thể đưa tay lên trên cao và chúng ta hãy thả lỏng cơ thể chúng ta ra và để chúng ta có thật được nhiều năng lượng khi mà thả lỏng cơ thể ra sau một buổi tối chúng ta nghỉ ngơi và chúng ta hy vọng tràn đầy năng lượng trong ngày mới. Và đến khi chúng ta chúc 2, 2, 3, 4. Và có sao? Chúng ta đang chúng ta giữ nguyên tư thế ạ. À, giữ nguyên tư thế khoảng khá là chuyện gì. Và giữ nguyên tư thế để chúng tôi xem là động tác của anh chị nào. Và rồi tiếp theo ạ. Và chuẩn bị đến tận cuối thì là anh chị chúng ta hàng mà nghe có một chút cái gì nhá. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3